thì các bạn nhìn thấy là danh sách hiện lên bây giờ đã khác nhiều. Bên trái của nó có những thông tin và những ký số kỳ bí như là DRW. Thực ra đây chỉ là cái những ký hiệu cho biết cái quyền truy cập, mà có lẽ điều này hơi khá phức tạp nên chúng ta sẽ không đề cập đến ở đây, cũng như các thông số như là chữ root vân vân và vân vân. Những thông số này mang tính hệ thống. Những điều thông tin đáng chú ý là kích thước tập tin là cái cột nằm ngay phía bên dưới của cái menu Help, và kế đến là cái ngày truy cập cuối cùng, và bên phải là tên của các tập tin và thư mục có trong thư mục hiện hành. Và nếu như chúng ta muốn kết hợp cả hai cái tùy chọn, chẳng hạn như chúng ta vừa muốn liệt kê tất cả những tập tin, kể cả tập tin ẩn cộng với lại là hiển thị thông tin đầy đủ của tất cả các tập tin, thì chúng ta dùng cả hai tham số là A và L. Có hai cách, hoặc là chúng ta nhập lệnh dưới dạng là trừ A trừ L, hoặc là chúng ta nhập tắt như các bạn nhìn thấy trên màn hình, cũng có tác dụng tương tự. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức tạo và xóa thư mục bằng cơ chế dòng lệnh. Chúng ta sử dụng lệnh mkdir, viết tắt của chữ là make directory như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thật ra thì make directory cũng dễ hiểu, chúng ta chỉ việc gõ vào cái tên tập tin mà chúng ta tên thư mục mà chúng ta muốn tạo ra. Ở đây thì có một câu hỏi là tập tin thư mục theme này sẽ được tạo ra ở thư mục nào? Thì nếu như các bạn quay trở lại cái slide, cái màn hình mà tôi đã nói về cái các tập tin, thì nếu như chúng ta không có cái thư mục cha gì ở đây cả, thì mặc định là cái tên thư mục theme này sẽ được tạo ngay bên dưới cái thư mục hiện hành mà chúng ta đang đứng. Vậy thư mục hiện hành là gì? Chúng ta nhìn qua dấu nhắc lệnh chúng ta thấy dấu ngã, có nghĩa rằng chúng ta đang ở trong thư mục home của cái người dùng đang đăng nhập vào, mà người dùng đang đăng nhập nhào vào là root. Cho nên là như vậy là chúng ta sẽ tạo ra một tập tin tem, một thư mục tem ở trong thư mục là suyệt root. Và sau khi tạo xong thư mục này, chúng ta list nó ra để xem có không. Thì chúng ta nhìn thấy là thư mục tem đã có xuất hiện trong danh sách các thư mục bên trong của thư mục root. Tiếp theo chúng ta sẽ thử tạo thêm một thư mục tên là docs bên trong thư mục tem. Và sau khi tạo xong ra thì chúng ta thử liệt kê nội dung của thư mục tem. Thì các bạn nhìn thấy là có thư mục tên là docs mà chúng ta vừa mới tạo ra. Bây giờ chúng ta thử xóa cái thư mục tem đi xem sao. Chúng ta sử dụng lệnh rmdir, có nghĩa rằng là remove directory. Bây giờ chúng ta thử xóa thư mục tem thì mặc định là sẽ không được, vì lệnh rmdir chỉ có thể được sử dụng đối với những thư mục là rỗng. Ở đây thì do thư mục tem có thư mục doc cho nên là nó không rỗng, cho nên chúng ta sẽ không xóa được. Do đó chúng ta sẽ phải xóa thư mục doc trước và sau đó chúng ta mới xóa đi thư mục tem. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các cái lệnh dùng để sao chép và di chuyển tập tin. Đến đây thì các bạn
đã bắt đầu vuốt tay lên trán, toát mồ hôi và hỏi rằng là tại sao chúng ta cần phải làm tất cả những việc này mà chúng ta không sử dụng cái màn hình giao diện bằng đồ họa. Câu trả lời rằng là thực ra là sức mạnh của hệ điều hành Linux thực sự nằm ở cái cửa sổ terminal. Nếu như chúng ta quen với cửa sổ terminal thì hầu như tất cả những việc gì chúng ta làm với giao diện đồ họa chúng ta đều có thể làm được với dòng lệnh terminal. Và chúng ta hãy cùng nhau kiên nhẫn để đi tiếp bài học nhé. Một lần nữa chúng ta sẽ thử liệt kê nội dung của thư mục tem mà chúng ta vừa mới làm việc ban nãy xem chúng ta có những gì. Giả sử rằng là chúng ta nhìn thấy kết quả là trong thư mục tem thì có hai thư mục con tên là doc và mydoc. Và trong thư mục doc thì chúng ta có một tập tin tên là doc01.txt. Và bây giờ chúng ta sẽ thử sao chép cái tập tin này sang cái thư mục mydoc. Chúng ta sử dụng cái lệnh cp. Trên Linux thì hầu như tất cả những cái gì dài dòng đều được viết tắt. Mà lệnh cp là chữ viết tắt của chữ copy. Chúng ta gõ vào lệnh. Lệnh copy thì có hai tham số rất dễ hiểu, đó là tham số tập tin mà chúng ta muốn sao chép đi và tập tin và vị trí mà chúng ta sẽ để nó tới. Ở đây thì chúng ta muốn sao chép tập tin nằm ở trong thư mục doc sang mydoc, cho nên các bạn nhìn thấy chúng ta sẽ phải gõ lệnh như các bạn thấy trên màn hình. Bây giờ chúng ta xem lại nội dung của cái thư mục tem. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là đã có cái tập tin là doc01.txt ở trong cái thư mục mydoc. Ngoài cái việc là sao chép và giữ nguyên tên tập tin thì chúng ta còn có thể đổi tên tập tin sang một cái tên mới. Chẳng hạn chúng ta chép cái tập tin doc01.txt sang cái tập tin tên là doc01-new.txt. Và bây giờ chúng ta xem lại cái lệnh, xem lại nội dung của thư mục tem mà chúng ta nhìn thấy tập tin mới đã được sao chép vào. Để xóa đi các tập tin trong một thư mục thì chúng ta chỉ việc sử dụng cái lệnh rm, mà ở đây hy vọng là các bạn đoán được nó viết tắt của chữ gì. Rm có nghĩa là remove. Chúng ta sử dụng lại cái dấu sao. Dấu sao có nghĩa rằng là xóa tất cả những tập tin nằm trong thư mục mydoc của thư mục tem. Và dĩ nhiên rằng là sau khi gõ lệnh này xong thì Linux sẽ hỏi chúng ta xem rằng là chúng ta có muốn xóa thực sự những tập tin này hay không, các bạn trả lời yes. Còn nếu như chúng ta muốn xóa một cách vũ phu, có nghĩa rằng là xóa mà không cần phải hỏi gì cả, thì chúng ta thêm một cái tùy chọn ở phía trước cái lệnh này, đó là lệnh trừ f. F viết tắt của chữ force, có nghĩa là ép buộc, cưỡng ép. Vậy thì là dĩ nhiên ở đây chúng ta đã xóa rồi. Tuy nhiên là nếu như chưa xóa thì cái lệnh r, lệnh trừ f này nó sẽ xóa tất cả. Và nếu như các bạn sử dụng cái tùy chọn là trừ f này thì các bạn thường phải hết sức là cẩn thận, bởi vì chỉ cần một cái phút sơ sẩy lỡ dại là các bạn đã mất tất cả các công sức của mình, có thể trong cả một thời gian dài. Do đó thì những cái lệnh như là trừ f này thì các bạn nên sử dụng với những sự cẩn thận hết sức là tối đa. Và sau khi xóa xong, chúng ta xem lại nội dung của thư mục mydoc thì chúng ta nhìn thấy hoàn toàn trống trơn. Tiếp theo, tương tự như lệnh copy là chúng ta sử dụng lệnh mv, viết tắt của chữ move. Chúng ta sẽ thử di chuyển tập tin doc01.txt sang cái thư mục là mydoc. Và đổi tên nó lại thành doc2. Chúng ta liệt kê lại nội dung của thư mục tem. Và chúng ta thấy rằng là tập tin doc 1 đã được chuyển sang doc 2 và nằm ở thư mục mydoc. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu một số lệnh cơ bản về tập tin và thư mục trên cửa sổ terminal. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần còn lại trong bài học tiếp theo. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.